bây giờ ra hướng này. Quay thử hoa cho bạn. Xe nó bị hết bình. Hôm qua mình nghịch lung tung nó hết bình. Giờ mình phải đang sạc lại bình. Phải sạc bình lại bình từ xe gắn máy qua. Tức là trước khi mà mình câu bình mình phải đè cho cái xe gắn máy này nổ lên các bạn. Cho đừng tắt xe máy. Tắt máy là nhiều khi là nó rút sạch bình của bên này rồi cùng xe gắn máy cũng chết máy luôn. Rồi, giờ đè máy nó có thử lại thì có được không? Rồi, sau khi câu bình qua một lúc thì xe nó nổ rồi các bạn. Khi mà nó nổ rồi nó tự sạc rồi thì mình có thể mình tháo ra các bạn ha. Nổ rồi mình tại sao mình tháo ra, mà cẩn thận đừng để hai cái cặp nó chập vào nhau. Đó. Rồi tháo cái cặp ra. Đó, với điều kiện là cùng là bình 12V nha. Bình 12V hết là làm được hết á. Thì mình đã nổ cho xe này được rồi. Thì cái này nó quan trọng nè, quan trọng là có cái cặp dây bình này nè. Càng to càng tốt ha.